thật sự bản thân chị á, nhiều lúc á giống như giờ đang buồn bực có mấy chuyện cũng đâu có là ấy, nhưng mà ngày mai cũng bận rồi thì bữa nay cũng phải lên để cho quý vị vui. Bữa giờ cũng xin cho thế giới, mỗi lần xin á mình cũng phải trả được cái nghiệp gì cho nhân loại. Xin cho một đống xe tăng 450 cây số vừa nghe đó, nó đóng thành cái tủ lạnh, thì ở đây á, mình cũng phải có chuyện đó nghe quý vị. Nghĩa là mình xin sở gì cũng đều giống như là mình mua cái gì mình phải trả tiền vậy đó. Nhưng mà Kiệt thì khoái xin, nãy giờ xin cho anh TV Sài Gòn này quá trời nha. Nên ảnh không biết, ảnh lãnh lương của ai mà ảnh lên đây ảnh cứ chửi mình hoài á. Tại vì anh biết mình có một mình ở đây à, không có điều khiển được cái này. Anh cũng làm mình cục hứng, nhưng mà không sao, có làm gì nó mới vui chứ. Thì giàu cho Kiều là ai tự Kiều biết, quý vị phải tự có cảm nhận, quý vị phải đi về trời Kiều mới vui, phải gặp cha mẹ Kiều mới xong nhiệm vụ. Nói gì mà còn ở dưới thế gian hoài á thì cũng phải đầu thai hoài thì không có thích. Cho nên quý vị rồi Mỹ gọi là win win á, là quý vị có lợi thì có lợi, gắn về trời đi. Hãy thờ cha kính mẹ. Ở bao nhiêu lần mình tu tập, mình tu cũng đúng nhưng mà không đúng hết. Hôm nay có người nói mình vừa tu Phật mà vừa biết thêm cha mẹ nữa, thì là mình số 1. Cha mẹ rất là hiện hữu, không có phải là quyền thoại, cũng không phải là chuyện trong cổ tích đâu nha. 1000% hiện hữu. Mỗi một lần mùng 8, 18, 28 quý vị đọc kinh địa mẫu, thì những ngày đó thường Kiệt thấy mẹ mặc đồ giống gì nè. Nhưng mà cái mão có lúc mão thì mão bên giống cha, phải không? Cái gì cũng thay đổi á. Còn những ngày thường, ngày khác mà kiểu có chuyện cần mà thăm mẹ đó, mẹ mặc áo khác, có thể là áo trắng, áo đen, áo xanh. Nhưng mà mấy ngày lễ thường mẹ mặc áo đẹp lắm, áo vàng. Nhưng mà đi đâu cũng đông lắm, thể ra nhẫn có mẹ ở đây chiếc nhẫn, mà xoay một cái là cái áo mẹ đổi màu. Ở trên này là cái trái trâu, cái trái đất. Trái đất của mình á là Phật mẫu, đó là trái đất. Cho nên quý vị học Phật mà thờ Thượng Đế là số 1, cọp thêm cánh. Phật tử thời nay được phân nửa rồi, bây giờ hôm nay có Kiệt là biết thêm cha mẹ nữa là Phật tử quá quá trời có phước. Tăng ni cũng vậy, đừng có chấp quá. Nói như là Phật thời mạt pháp, thời tận thế, không có ai mà lên đây 2 năm trước mà nói cái xã hội ngày hôm nay có tận thế, có sàng lọc, có bệnh tật, có chiến tranh, có Covid, nước Việt Nam nó thay đổi từ thấp lên cao, từ một nước yếu thành nước cường quốc trong tương lai đó. Thì chuyện nói là như vậy, thì sấm cơ thì chưa đọc sấm cơ. Về phần mặt đời á thì không có rành về chính trị mấy, nhưng mà tin tức thì cũng biết chút chút. Vì là ở làm một cái mối hàng hải ngoại và quốc nội, trong tương lai tất cả những chim hiền khắp thế giới, khi mà Đức Phật xuất hiện thì chim hiền tự nhiên cũng bị sức hút của Phật là đi về nước Việt thôi. Nước Việt trong tương lai rất là nhiều cái biến động thay đổi lớn lắm, trong những tháng kế tiếp nè, quý vị chờ xem nó sẽ có. Còn bây giờ mình cứ đọc comment đi, không có nói chuyện lung tung nữa. Joseph Dương nói, thưa chú làm cái nào giải nghiệp được tiền kiếp nhanh nhất? Thứ nhất là anh có tiền đem ra là cúng dường. Thứ hai lại sám hối, đọc kinh. Lại cha nè. Lại ngay ngày mùng 9 Tết đó, là ngày của ngày vía cha đó. Bên đây, cha bên đây là nhanh nhất. Anh nói ngày Tây hay ngày ta, anh kìa nghe mùng 9 ta đó, mùng 9 Tết mà, đúng không? Tết ta. Cả kỳ cũng vậy,
thì cũng năm nào mùng chín cũng lại cha lại mẹ, kiểu như quý vị thôi, không khác gì hết trơn. Phật tử nên nên thờ cha, nên thờ mẹ, nên hiểu về cha, hiểu về mẹ. Còn không hiểu thì mình đừng có đi đi xỉa xói hay đi dèm pha hay là nói là tà hay là dị đoan, đừng có như vậy, đừng có nên vậy. Chuyện không có dị đoan, quý vị kiệt là thiệt đó, 1000%.